Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, có câu nói, phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn. Quả thật câu nói ấy không sai, bởi lấy chồng là một trong những chuyện trọng đại của người phụ nữ. Như quý vị đã biết, sinh ra là người phụ nữ, ai chẳng mong muốn được may mắn trên con đường tình duyên, lấy được một người đàn ông tốt để xây dựng một mái ấm thật sự, là nơi để gửi gắm và vun vén hạnh phúc suốt cuộc đời về sau. Các cụ vẫn nói, phận là do người tạo, nhưng duyên là do trời định, mà đôi khi người tình chẳng bằng trời tính. Nên dù có một số con giáp nữ rất thông minh, giỏi giang, xinh đẹp, nhưng lại phải chịu cảnh lận đận tình duyên, thậm chí là trải qua chuyện đổ vỡ trong hôn nhân, một trong những điều được coi là bất hạnh trong đời người phụ nữ. Những con giáp này thường phải trải qua ít nhất 2 lần đò thì mới mong tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Liệu quý vị và người thân có nằm trong những con giáp này hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe và chiêm nghiệm. Để biết được những con giáp nào phải trải qua 2 lần đò, đầu tiên ta xét các cục lá số tử vi, nữ mạng lận đận trong chuyện tình duyên, phải trải qua ít nhất 2 đời chồng, đó là những lá số có đặc điểm sau. 1. Mệnh có sao Kình Dương. 2. Cung phu thê có sao Đà La. Theo quy luật cung mệnh có sao Kình Dương thì cung phu thê sẽ tự khắc có sao Đà La, đó là quy luật bất di bất dịch, không bao giờ thay đổi. Sao Kình Dương và Đà La được an dựa vào vòng lộc tồn, Kình Dương luôn đứng trước lộc tồn và Đà La luôn đứng sau lộc tồn, nó là như vậy. Sao Kình Dương không bao giờ nằm ở bốn cung tứ sinh dần thân tị hợi, bởi lộc tồn không bao giờ nằm ở bốn cung tứ mộ thìn tuất sửu mùi. Nói về sao Kình Dương, sao Kình Dương là thuộc kim, đây là một trong bộ lục sát tinh bao gồm 6 Kình Dương, Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, Thiên không và Địa kiếp. Bởi nó là một sao sát tinh nên nó có ý nghĩa xấu nhiều hơn ý nghĩa tốt. Nếu đắc địa thì tốt, còn hãm địa thì xấu thôi rồi. Sao Kình Dương là sao chủ về tai họa và nguy hiểm, vậy nên nó nằm ở bất cứ cung nào cũng chủ về nguy hiểm và tai họa cho cung đó. Người có sao Kình Dương cư mệnh thì tính tình táo bạo, nóng nảy, liều lĩnh, nhiều mưu mô, là người quyết đoán, ít khi nghe lời người khác, thường làm việc độc lập theo ý mình. Nếu là nam thì gia trưởng, sao Kình Dương không thích hợp với nữ giới. Tiếp theo là sao Đà La nằm ở cung thê, nó cũng chủ về hung hiểm, tai họa, ít mang lại những điều tốt đẹp vì nó là hóa khí của hóa kỵ trong bộ từ hóa. Khi cung mệnh có sao Kình Dương họa thủ, khi cung mệnh có sao Kình Dương tọa thủ thì liền kề với cung huynh đệ sẽ có sao lộc tồn, đây là vị trí bất di bất dịch và Kình Dương luôn đi trước theo chiều thuận. Và cung phu thê có sao Đà La luôn đi sau lộc tồn, Kình Dương là sao quả cảm, dũng mãnh, vậy nên Kình Dương luôn đi đầu, xung phong. Sao Đà La cũng là sao ghê gớm, nhưng nó ẩn giật, mai phục. Sao lộc tồn đi đến đâu thì bộ kình đà luôn đi theo đó để bảo vệ lộc tồn. Vậy nên trong cuộc sống từ xưa đến nay, hễ ở đâu có tiền tài thì ở đó là nơi nguy hiểm. Tại sao cách cục này lại thường ít nhất phải trải qua 2 lần đò? Để chắc chắn cách cục này phải trải qua 2 lần đò, ta phải xét đến cung tử tức. Nếu cung tử tức mà có 5 đặc điểm sau thì chắc chắn người phụ nữ này phải trải qua ít nhất 2 đời chồng. 1. Cung tử tức có cự môn, thiên cơ đồng cung, tử tức nằm ở cung mão dậu. 2. Cung tử tức có sao thiên tướng và sao tuyệt. 3. Cung tử tức có sao thai, đế vượng hoặc thai, tả, hữu. 4. Cung tử tức có sao phục binh, tướng quân. Nếu phục binh nằm ở cung điền thì tướng quân sẽ nằm ở cung tử tức và ngược lại. 5. Cung tử tức có sao thái âm, thiên phúc. Đây là cách cục là số tử vi của những con giáp nữ ít nhất phải tan vỡ lần đầu, nếu may mắn thì có thể được hạnh phúc ở mối tình thứ hai. Sau khi phân tích là số tử vi của 12 con giáp thì 4 con giáp dưới đây chắc chắn phải trải qua 2 lần đò. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Tuổi Dần. Phụ nữ tuổi Dần mặc dù bản tính rất tốt nhưng lại thiếu khéo léo, hơi bốc đồng và khá bảo thủ, nên trong hôn nhân vợ chồng hay xảy ra những mâu thuẫn vụn vặt. Nhưng từ những cái vã nhỏ nhặt đó tích lũy dần rồi sẽ bộc phát, nếu không biết kiềm chế rất dễ dẫn đến ly hôn. Sau cuộc đổ vỡ này, phụ nữ tuổi Dần sau đó điều chỉnh lại trạng thái của mình, rút ra kinh nghiệm và học được cách khống chế cái tôi của mình, bao dung với người khác.
Nếu có kết hôn lần hai, họ sẽ càng thêm trân trọng tình cảm đó và hiểu cách cư xử trong cuộc sống gia đình, cuộc sống hai người nhờ đó hạnh phúc hơn. Các cụ vẫn nói, thiên duyên là do trời định. Để tránh những chuyện tan vỡ trong tình yêu, những người tuổi Dần cần sử dụng vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy giúp hòa hợp vợ chồng, sử dụng bộ tam hợp quý nhân kết hợp với các loại gỗ quý trong phong thủy để chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải thị phi xung sát trong các mối quan hệ, đặc biệt là những cặp đôi xung khắc và những con giáp phải trải qua hai lần đò. Vòng đã được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên nó sẽ phát huy công năng phong thủy tốt nhất, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi và xung khắc vợ chồng, giúp gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc, viên mãn. 2. Tuổi Ngọ. Con người của chị em tuổi Ngọ tràn đầy năng lượng và sức sống. Họ là những người phụ nữ thường xuyên tỏa sáng trong công việc, có con mắt thẩm mỹ cao, khả năng thích ứng môi trường mới nhanh. Đứng đầu trong 12 con giáp về trí tiến thủ, đồng thời thích khám phá những lĩnh vực mới. Cũng chính vì vậy mà lần đầu kết hôn, họ khó tránh khỏi những bấp bênh trong tình cảm, khiến chồng chán nản, rời bỏ họ. Phụ nữ tuổi Ngọ kết hôn lần hai đã trưởng thành hơn rất nhiều, yêu cầu của họ đối với nửa kia cũng được điều chỉnh chút ít, giúp họ tìm được đối tượng thích hợp hơn, hạnh phúc gia đình nhờ có cố gắng của hai bên mà trở nên viên mãn. Các cụ vẫn nói, đến được với nhau là duyên, nhưng ở được với nhau bao lâu là do nghiệp. Để tránh những chuyện tan vỡ trong tình yêu, những người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy giúp hòa hợp vợ chồng, sử dụng bộ tam hợp quý nhân kết hợp với các loại gỗ quý trong phong thủy để chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải thị phi xung sát trong các mối quan hệ, đặc biệt là những cặp đôi xung khắc và những con giáp phải trải qua hai lần đò. Vòng đã được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên nó sẽ phát huy công năng phong thủy tốt nhất, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi và xung khắc vợ chồng, giúp gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc, viên mãn. 3. Tuổi Mùi. Những người phụ nữ tuổi Mùi thường rất nhạy cảm, họ thường rất trân trọng mối tình duyên trước mắt mình, nhưng cũng không nỡ từ bỏ những mối tình bên cạnh. Đối với tình yêu, họ yêu cầu sự hoàn mỹ, vì vậy hôn nhân của họ sẽ gặp nhiều sóng gió hơn các con giáp khác. Họ thích lãng mạn, vì thế nếu cuộc sống hôn nhân không được như lúc yêu hay việc đối phương lạnh nhạt với mình sẽ làm cho các cô gái tuổi Dê không chịu đựng được. Những lần cãi vã với chồng sẽ làm cho họ bị tổn thương, cuối cùng quyết định đi đến ly hôn. Cuộc hôn nhân thứ hai sẽ giúp tuổi Mùi có được mọi điều họ muốn, không chỉ được yêu thương, chiều chuộng mà tiền tài cũng tự khắc đến với họ trong cuộc hôn nhân mới này. Thưa quý vị, chuyện nhân duyên tan vỡ là điều không ai mong muốn, nhất là với người phụ nữ, bởi sau cuộc hôn nhân tan vỡ này, người phải gánh chịu thiệt thòi nhiều nhất bao giờ cũng là người phụ nữ. Để tránh những chuyện tan vỡ trong tình yêu, những người tuổi Mùi cần sử dụng vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy giúp hòa hợp vợ chồng, sử dụng bộ tam hợp quý nhân kết hợp với các loại gỗ quý trong phong thủy để chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải thị phi xung sát trong các mối quan hệ, đặc biệt là những người xung khắc với những con giáp phải trải qua hai lần đò. Vòng đã được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên nó sẽ phát huy công năng phong thủy tốt nhất, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi và xung khắc vợ chồng, giúp gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc, viên mãn. 4. Tuổi Mão. Phụ nữ tuổi Mão mặc dù rất nhạy cảm, tinh tế trong tình cảm và rất trân trọng mối tình duyên trước mắt, nhưng lần đầu bước vào cuộc sống hôn nhân có lẽ do tuổi trẻ mà họ chỉ chú trọng tình yêu mà quên đi cuộc sống gia đình, cho nên khả năng họ va vấp trong hôn nhân lớn hơn hẳn các con giáp khác. Khi kết hôn lần hai, nữ tuổi Mão sẽ thận trọng hơn trong việc tìm nửa kia, cố gắng tìm một người đàn ông thích hợp hơn. Đồng thời trải qua thời gian, họ cũng đã trở nên trưởng thành hơn, có thể níu giữ được trái tim chồng mình. Nhờ thế hai bên sẽ giữ được không khí hòa thuận, ngay cả việc làm ăn cũng vô cùng thuận lợi. Thưa quý vị, các cụ vẫn nói, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Câu nói ấy quả không sai với những gia chủ tuổi Mão. Họ yêu thương nồng cháy hết lòng hết dạ nhưng vẫn bị phụ bạc. Để tránh những chuyện tan vỡ trong tình yêu, những người tuổi Mão cần sử dụng vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy giúp hòa hợp vợ chồng, sử dụng bộ tam hợp quý nhân kết hợp với các loại gỗ quý trong phong thủy để chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ,
hóa giải thị phi xung sát trong các mối quan hệ, đặc biệt là những cặp đôi xung khắc và những con giáp phải trải qua hai lần đò. Vòng đã được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên nó sẽ phát huy công năng phong thủy tốt nhất, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi và xung khắc vợ chồng, giúp gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc viên mãn. 5. Tuổi Thìn. Nữ tuổi Thìn đánh giá khá cao giá trị bản thân và hơi có xu hướng ganh đua với đối phương. Vì thế trong cuộc sống gia đình, nữ tuổi Thìn sẽ không dễ gì mà cúi đầu trước chồng. Lần đầu kết hôn cũng do cãi vã không ngừng mà rất dễ đường ai nấy đi. Nếu kết hôn lần hai, họ sẽ gặp được người chồng có quan điểm phù hợp hơn với mình, khiến họ cảm thấy mình được tôn trọng, thỏa mãn tình hiếu thắng của nữ tuổi Thìn. Nữ tuổi Thìn trong tình yêu rất bị động, nên người đàn ông mà lựa chọn người con gái tuổi Thìn đã từng kết hôn sẽ rất hiểu họ và bị bản tính tốt đẹp trong họ làm cảm động. Tình yêu của hai người nhiều thế mà sâu sắc, trầm lắng, hòa hợp cả tình cảm lẫn kinh tế, khiến họ chẳng cần phải buồn phiền nhiều nữa. Quý vị thân mến, ai cũng biết, tình yêu tan vỡ thì người chịu thiệt thòi lớn nhất bao giờ cũng là phụ nữ, đặc biệt là những tín chủ nữ tuổi Thìn. Họ bôn ba vất vả chỉ để có được mái ấm gia đình thật sự, nhưng mọi chuyện lại tan vỡ không được như ý muốn. Để tránh những chuyện tan vỡ trong tình yêu, những người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy giúp hòa hợp vợ chồng, sử dụng bộ tam hợp quý nhân kết hợp với loại gỗ quý trong phong thủy để chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải thị phi xung sát trong các mối quan hệ, đặc biệt là những cặp đôi xung khắc và những con giáp phải trải qua hai lần đò. Vòng đã được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên nó sẽ phát huy công năng phong thủy tốt nhất, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi và xung khắc vợ chồng, giúp gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc viên mãn. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 5 con giáp trở định phải trải qua hai lần đò mới mong có được hạnh phúc thật sự. Quý vị có thuộc một trong những con giáp này hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.